Em chào các bác nhá. Và tiếp tục trong ngày hôm nay, video này thì xin gửi các bác nhà mình chiếc xe gầm cao số tự động, giá tiền rất là rẻ, chỉ có trên 100 triệu thôi các bác ạ. Chỉ có trên 100 triệu thôi nhá, trên 100 triệu một ít thôi. Và bên em thì hiện tại nó đang có xem nào, đang có 4 con, một con đời 2009 đời cao, và đang có 3 con cùng đời 2002 các bác nhá. Đang có 3 con cùng đời. Với giá tiền thì cũng chỉ có hơn 100 triệu một tí thôi. Đấy, loanh quanh 120, 130, 140, 150. Nó cũng loanh quanh tầm đấy thôi các bác nhá, tùy theo chất lượng. Chiếc này thì cũng là một trong những chiếc xe mà vừa phải, tương đối đẹp. Đấy, không phải là hàng xuất sắc, không phải là hàng đỉnh cao của chất lượng, nhưng mà đây là một chiếc xe vẫn còn khá là ổn các bác nhá. Các bác mua về mình sử dụng yên tâm luôn đối với chiếc xe này. Đấy, hình thức thì em sẽ quay ở trên đây. Đấy, máy móc thì các bác yên tâm, đảm bảo cho các bác yên tâm về máy số của xe nhá. Đấy, chiếc này ghế da xịn nguyên bản theo xe. Đấy, ghế da xịn nguyên bản theo xe này. Đấy, ghế da xịn màu vàng kem. Đấy, vô lăng đây, vô lăng đẹp đúng không ạ? Trang bị hai túi khí an toàn, một túi thì ở bên kia và một túi nữa ở bên đây các bác nhá. Đấy, chiếc xe Ford Escape được sản xuất năm 2002. 2002, số tự động, máy 3.0 5 chỗ gầm cao. Form của dòng xe này là form SUV các bác nhá. Gọi là dòng xe SUV gầm cao. Với lớp sơn là màu đen rất là bóng đẹp. Đèn trước đèn sau xe thì rất là sáng. Xe đang chạy ngon các bác nhá. Xe đang chạy rất là ngon. Rất là chắc. Và chiếc xe này là có hai cầu. Đấy, có hai cầu. Đấy, mình đi đồi núi chiếc xe này rất là ok này. Hai cầu điện nhá. Đấy, mình gài cầu bằng nút bấm điện. Đăng kiểm tháng 9 năm 2021 đến tháng 9. Còn rất là dài. Biển 27 gốc thành phố đây. Bác lưu ý là em đang có 3 con nhá. Đấy. Thì video này em sẽ quay riêng chiếc này thôi. Còn hai chiếc kia thì các bác đợi em nhá. Thì trong vòng ngày nay ngày mai thôi là có hàng rồi, là có xe rồi. Lốp của xe thì vẫn còn rất là dày, đèn của xe thì vẫn rất là trong. Đấy, đèn rất là trong này. Mời các bác đón xem chi tiết về chiếc xe Escape này của bên em nhé. Xe này thì cũng đảm bảo cho các bác yên tâm là không bị đâm đụng gì, không bị đâm đụng gì nhá. Keo chỉ của xe là vẫn còn. Đấy, thân vỏ đẹp. Mời các bác cùng xem. Em quay chi tiết các bác xem về chiếc xe này nhá. Các bác đang xem video mà đang quan tâm đến những dòng xe ô tô cũ thì mời các bác nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi để được xem thêm, để được xem những mặt hàng, những cái chiếc xe mà bên em đang có các bác nhá. Rất là nhiều xe để cho các bác mình tham khảo, trên 100 chiếc xe để các bác tham khảo. Với những cái phân khúc tầm tiền là trên dưới 200, trên dưới 300 triệu là nhiều. Đây, tiện đây thì em sẽ mở cửa và quay các bác xem chi tiết phần nội thất luôn nhé. Đây, phần cánh cửa đấy ạ. Đấy, mép khe gioăng cánh cửa rất là đẹp các bác nhé. Lòng trong này, lòng trong rất là bóng bẩy này. Hệ thống gương kính của xe. Đây là hệ thống kính này. Và đây gương các bác nhé. Với nội thất là màu kem, rất là sạch sẽ. Mọi chi tiết của xe còn rất là đều. Em quay kỹ cho các bác mình xem để biết về cái phần chất lượng của xe. Đấy, có cảm biến lùi này đúng không ạ? Đấy, và có khử mùi này, có cam lùi và có camera. Nói chung là camera lùi nhá, và có màn hình. Camera tiến thì chưa có. Điều hòa mát, điều hòa lạnh sâu luôn. Đây, mặt đồng hồ đây. Thân vỏ dòng này rất là dày. Thân vỏ dòng này rất là tốt các bác nhá. Dòng Escape này thân vỏ nó rất là dày. Dòng này chạy cực sướng luôn. Đầm chắc khỏe. Từng phần một gửi tới các bác thì mình xem nhá.
các bác xem đang rảnh tay thì cho em xin lần like và lần chia sẻ, em cảm ơn. Đấy, cho em xin lần like và lần chia sẻ nhá. Đại nội thất của chiếc xe phối kết đấy ạ. Sàn bọc da, có lót sàn ở trên rồi, có lót sàn rồi nhá. Đấy, trần của xe thì vẫn là trần nỉ nguyên, trần nỉ zin. Đây, lốp đây. Ở đây thì em sẽ quay gầm luôn cho các bác xem nhá. Đấy, gầm của xe này các bác này không bị mục mọt gì cả nhá. Hơn 100 triệu thôi nhưng mà xe vẫn còn đảm bảo. Đấy, chứ không phải là xe vỡ vẩn các bác nhá. Đây em quay kỹ cho các bác xem này. Máy số ngon nhá. Mình mua chiếc xe này về chỉ việc đi thôi, không phải làm gì nữa đâu ạ. Mua về là chỉ việc chạy nhá. Ở phía sau thì cốp nó hơi bẩn một chút, hơi bẩn một chút, mình về vệ sinh cái nó ok thôi. Đây. Các bác mua là khuyến mại cho các bác cái dây câu bình luôn nhá. Đây bộ dây câu bình là khuyến mại luôn này. Đấy, để lại đây. Đấy, bộ này mua mất mấy trăm nghìn đấy nhá. Mất mấy trăm nghìn luôn. Ở dưới đây là lốp dự phòng các bác nhá. Lốp dự phòng được đặt ở dưới đây và được che cái tấm nhựa ở trên. Chủ xe trước trang bị cho mình cả cái bình cứu hỏa này. Rất là cẩn thận đúng không ạ? Người ta chuẩn bị rất là đầy đủ đồ. Đấy, dây câu bình rồi bình cứu hỏa này. Rất là cẩn thận đúng không ạ? Trần nỉ căng đẹp. Đấy, trần nỉ căng đẹp, trần nỉ zin các bác nhá. Đấy, dòng này thì cái phần cốp đằng sau nó rất là rộng. Mình để đồ hoặc là mình kể cả như là cho trẻ con ngồi ở dưới cũng được. Đấy, xe biển 27 đăng ký tên tư nhân. Bên em có hỗ trợ rút hồ sơ đổi biển cho các bác trên toàn quốc nhá, vận chuyển nữa. Trên toàn quốc luôn, bất cứ tỉnh nào trên toàn quốc đều hỗ trợ hết các bác nhá. Các bác nếu mà yêu đấy, thích mà kết chiếc xe này thì bên em chuyển xe tới tận nhà cho các bác luôn nhá. Đây, đèn đẹp này, đúng không ạ? Mắt cảm biến nùi được gắn ở dưới, còn đây là cam nhá, là cam này, cam nùi. Cốp của dòng này được mở làm hai chế độ, đây em mở cho các bác mình xem luôn này. Đấy. Còn có chế độ mở cái kính như này nữa. Mở làm hai chế độ các bác nhá. Thân vỏ cứng cáp sạch đẹp. Lóc luôn cho các bác xem này. Kính bọc dán rồi, kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Rất là êm và nhẹ nhàng. La răng đúc nguyên bản theo xe nhá, từ cái phần cái ốp ở giữa trục này vẫn còn nguyên. Đấy, sơn sạch đẹp. Đấy, lốp dày, đặc biệt là hai quả lốp trước rất là dày. Đấy, quay gần cho các bác xem nhá. Mình đã quan tâm đến một chiếc xe gầm cao rẻ tiền thì đây là chiếc xe rất là phù hợp cho các bác này, vừa khỏe này. Tất nhiên thì khỏe nó đi đôi với đấy, vấn đề là mình chấp nhận rằng là xăng nó sẽ nhiều một chút. Đấy, các bác xem này. Đấy, có bậc vệ lên xuống nhá, dòng này nó như vậy. Dòng khung, dòng cánh, dòng cửa đầy đủ nhá. Xe trang bị hai túi khí, một túi được đặt mà được đặt ở đây, một túi nữa thì ở giữa vô lăng các bác nhá. Sàn da. Điều hòa của chiếc này lạnh rất sâu và âm thanh thì cũng rất là hay nhá. Và tiếp tục mời các bác xem nốt cái vị trí ở phía đây nhá. Đấy. Một cái cánh cuối cùng mà em giới thiệu tới các bác đây. Hôm nay em cũng nói hơi nhiều với hơi khan cổ, hôm qua là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 uống một chút rượu rồi là hôm nay nói nó cứ bị mất giọng các bạn ạ, với lại hơi rát cổ, khi nói hơi rát cổ một chút. Cho nên là hôm nay nói với lại quay nó không được được hay, không được nhiệt tình lắm đúng không ạ? Nhưng mà cũng cố gắng là quay cho các bác xem không thiếu phần nào. Các bác thông cảm nhá. Video sau thì cố gắng sẽ
cải thiện hơn. Vâng, đấy thì em quay cho các bác nhà mình xem về cái phần hình thức bên trong và bên ngoài rồi. Thì bây giờ em mời các bác xem đến phần gầm nhé, gầm. Xong đấy thì đến phần động cơ, đúng không ạ, phần động cơ. Đến từng phần một cho các bác nhìn xong. Bây giờ là động cơ khoang máy. Các bác cùng đón xem. Các bác xem video nhớ ủng hộ nhé. Bây giờ em mở động cơ ra cho các bác xem động cơ khoang máy của xe này. Đây, động cơ khoang máy của xe đây nhá. Đây em đang mở đây. Các bác chờ em trong giây lát. Đây rồi. Máy của xe thì này rất là ok. Đây, ra máy của xe sạch sẽ, không chảy dầu, chảy nhớt gì các bác nhá. Lỗ thì êm. Nổ êm, rất là bốc khỏe chắc chắn. Đấy. Gầm chạy vào sóc cũng không có tiếng kêu các bác nhá. Đấy, và chạy thì rất là êm. Dòng này chạy thì nguyên bản nguyên thủy nó chạy đã êm rồi. Đấy, nhưng mà được cái thì gầm chủ xe đi bảo dưỡng tốt cho nên là khi chạy không có một cái tiếng động gì ở dưới gầm các bác nhá. Đấy, số nhảy tốt này. Đấy, mọi chức năng của xe đang hoạt động bình thường và đầy đủ nhá. Mua này về thì chỉ việc đi thôi, chỉ việc chạy thôi, chỉ việc đổ xăng là sử dụng thôi các bác nhá. Video về chiếc xe Focus này em cũng đã giới thiệu đầy đủ chi tiết rồi các bác ạ. Thì mình quan tâm đến chiếc xe này, mình alo cho bên em theo hai số điện thoại là 093 858 6307 và 0389 000 555 để được tư vấn và hỗ trợ nhá. Hỗ trợ về thủ tục mua bán, vận chuyển sang tên đổi chủ. Đấy. Rồi đặc biệt là giá đúng không ạ? Các bác alo để được chốt giá tốt các bác nhá. Đấy, số điện thoại đây. Số điện thoại đây nhá các bác nhá. Đấy. Nhiều người bảo em đọc nhanh quá thì đây em xoay luôn số điện thoại cho các bác xem này. Đấy, còn rất là nhiều những dòng xe khác đang chờ đón các bác. Thì mình hãy đăng ký kênh, nhấn theo dõi được xem thêm, được biết thêm những mặt hàng, những chiếc xe mà bên em nhập về hàng ngày nhé. Vâng, ok, thì video em xin được kết thúc. Xin được gặp lại các bác vào video sau.